Rất vui được gặp lại với khách hàng trên kênh YouTube Bất Động Sản Nhà Bè. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một căn nhà phố nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát thuộc thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng tôi sẽ review cận cảnh con hẻm trước nhà. Thì trước nhà của chúng ta có một con hẻm xe hơi là 6m, hẻm thông, ô tô có thể ra vào rất là thoải mái và có thể thông ra được đường Huỳnh Tấn Phát và đường Dương Cát Lợi thuộc thị trấn Nhà Bè. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong để tham quan chi tiết hơn về căn nhà này. Thì hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở khu vực phòng khách. Thì như quý khách hàng đang quan sát á, cái khu vực phòng khách này được thiết kế phải nói là khá là rộng. Hai bên vách tường được chủ nhà ốp gạch men lên cao hơn 1m. Bên cạnh đó thì để tránh sự nhàm chán và đơn điệu, chủ nhà đã dán cái tranh 3D dán tường trông rất là sinh động và cực kỳ là đẹp. Bên cạnh đó thì trên trần nhà với cái hệ thống trần thạch cao chỉ nổi kết hợp với cái đèn chùm chiếu sáng sẽ làm cho cái không gian của cái căn phòng khách này trông rất là sáng và rất là đẹp. Thì nhà của chúng ta có tổng cộng là hai lớp cửa, một lớp cửa kéo bằng sắt phía ngoài, bên trong lại có thêm một bốn cánh cửa nhôm kính cường lực, nguyên liệu an toàn và chắc chắn. Và đây trước mặt quý khách hàng đó chính là khu vực không gian phòng bếp. Phải nói là cái khu vực phòng bếp này được chủ nhà thiết kế rất là đầy đủ các chi tiết để cho gia đình chúng ta có thể về sử dụng ngay, với một cái tủ kệ bếp bằng gỗ công nghiệp chống ẩm và chống mối mọt được xử lý rất là kỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên cái khu vực cầu thang này dùng để lên khu vực tầng 1, tầng 2. Thì ở trên cái khu vực tầng 1 này chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây là cái không gian của phòng ngủ đầu tiên. Thì ở mỗi cái phòng ngủ chúng ta đều có một cái ban công và một cái cửa sổ rất là thoáng mát. Khi mở cái cửa sổ này ra thì ngoài cái việc là lấy ánh sáng ra thì chúng ta cũng có thể là đi ra bên ngoài để ngắm và quan sát cái khung cảnh xung quanh. Thì ở trên cái khu vực phòng ngủ đầu tiên này, chủ nhà cũng đã trang bị sẵn cho chúng ta một cái giường để cho gia đình mình có thể về ở ngay. Rèm cửa và rèm cửa sổ thì cũng đã được lắp đặt sẵn cho gia đình mình hết rồi, do đó rất là tiện lợi để cho gia đình chúng ta về sở hữu căn nhà này. Ở cái đầu hẻm khu phố này thì chúng ta có ủy ban nhân dân và công an thị trấn Nhà Bè, cho nên rất là an ninh và yên tĩnh. Khu dân cư hiện hữu, nhà phố đồng đều và rất là đẹp, đường trải nhựa bằng phẳng, khu vực cao ráo và không bị ngập nước. Cách cầu Phú Xuân để đi qua phố Mỹ Hưng quận 7 chỉ có khoảng 300m. Xung quanh là trường cấp 1, cấp 2, công viên, hồ bơi, chợ Phú Xuân và rất là nhiều cái siêu thị tiện ích như là Bách Hóa Xanh, Vinmart, Co-op-Food. Có thể nói đây là một cái vị trí rất là đắc địa để cho quý khách hàng có thể sở hữu căn nhà này cho gia đình mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên cái khu vực tầng 2 để tham quan cái phòng ngủ còn lại. Thì cũng giống như ở cái tầng 1 thì ở trên tầng 2 này á, chúng ta cũng có một cái phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây là không gian của cái khu vực phòng ngủ thứ hai. Ở đây thì gia chủ đã lắp đặt sẵn cho gia đình mình một cái bộ rèm cửa ở tất cả hai phòng. Do đó khi mà chúng ta cần cái sự riêng tư hoặc là không cần ánh sáng thì chúng ta có thể thả cái rèm cửa này ra. Còn nếu như ban ngày chúng ta có thể mở ra để cho sáng và mát mẻ. Căn nhà mà quý khách hàng đang xem có diện tích là ngang 3 và dài 6m. Đồ xây dựng rất là kiên cố với kết cấu xây dựng là một trệt hai lầu, gồm có hai phòng ngủ rất là rộng và hai nhà vệ sinh, và có thêm một cái giếng trời để cho chúng ta phơi đồ rất là thoải mái. Và hiện tại căn nhà xinh đẹp này đang được rao bán với một mức giá cực kỳ hấp dẫn là chỉ 1 tỷ 450 triệu đồng là quý khách hàng có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Nếu như quý khách hàng quan tâm và yêu thích căn nhà này, xin đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085
để cho chúng tôi có thể dẫn quý khách hàng đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like và nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Về phần pháp lý thì nhà của chúng ta có sổ hồng hoàn công đầy đủ, mỗi nhà mỗi sổ, đồng sở hữu thửa đất 4 căn. Do đó chúng ta sẽ ra trực tiếp phòng công chứng ký giấy mua bán công chứng ủy quyền và sau đó quý khách hàng sẽ giữ sổ gốc của căn nhà này. Cho nên là về pháp lý thì rất là an toàn, minh bạch để cho quý khách hàng có thể an tâm sở hữu căn nhà này. Chúng tôi xin được phép nhắc lại là căn nhà mà quý khách hàng đang xem có diện tích là ngang 3 và dài 6m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn với kết cấu xây dựng là một trệt hai lầu, gồm có hai phòng ngủ rất là rộng và hai toilet và một phòng khách vô cùng là rộng rãi. Và hiện tại căn nhà xinh đẹp này đang được rao bán với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn, chỉ 1.450.000.000 đồng là quý khách hàng có thể về sở hữu căn nhà xinh đẹp này cho gia đình mình. Nếu như quý khách hàng quan tâm cũng như yêu thích căn nhà này, xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình là 0909 076 085 để cho chúng tôi có thể dẫn quý khách hàng đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà này cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like và nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.